Vâng, chúng ta hãy cùng đến với trận đấu cuối cùng của đêm nay. Game 3 trong cái đấu BO3 giữa Na'Vi và Fnatic trong khuôn khổ giải ESL One New York 2014 được cover chính thức và độc quyền bởi BBU Studio bằng ngôn ngữ tiếng Việt. Bây giờ, Na'Vi, lượt ban đầu tiên của họ, Benalum và Mirana. Fnatic tiếp tục ban ra Tinker và có lẽ là Bad Rider. Hay là Lycan. Vâng, ban ra Bad hay là ban ra Lycan. Tại vì rõ ràng là Fnatic ban ra Bad thì Na'Vi có Lycan. 10 seconds remaining. Ở game vừa rồi thì Dandy đó là gánh kèo rất là tốt với Lycan. 5 seconds remaining. Reserve time. Fnatic ban ra Bad Rider. Lớp first pick của Na'Vi, họ có Lycan, họ có Void, họ có Shadow Fiend, họ có Shadow Shaman, họ có Sky. Rất nhiều sự lựa chọn dành cho Na'Vi. Liệu có phải là Lycan một lần nữa? Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Suy nghĩ rất lâu đã từ phía team Na'Vi. Wow, cân nhắc rất kỳ. Fnatic's turn to pick. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Razor. Fnatic's turn to pick. Vâng, Lycan nhà Na'Vi rồi, bây giờ Fnatic pick cho mình Razor. Razor và Sky chăng? Razor và Void. Liệu có là Razor và Void không? Và bây giờ các bạn đã ngủ chưa? Còn ai thức không? Hãy la lên đi. Hay là Du đang bị lắc chát vậy? 4 giờ sáng rồi. Cũng là đi học luôn rồi. Không có ngủ rồi. Họ thức từ hoa tới giờ không được ngủ. GG Du. RIP. Fnatic with Doctor cho bên phía team Fnatic. Và đó chính là bug cho Na'Vi. Na'Vi họ ban được ban ra Sky. Trong khi đó thì bên phía Fnatic họ sẽ ban ra Hero gì đây. Lần này Na'Vi họ rút kinh nghiệm, họ biết bug trước để tránh cái việc mà họ thiếu cái skill giữ lại từ phía team Na'Vi. Có lẽ là mình bị lắc chát rồi, để nằm lại. Trận vừa rồi là Na'Vi họ thua là tại vì họ không có skill giữ lại, khiến cho Lycan không thể ra được. Muốn ra không ra được, rất là khó chịu. Reserve time. Na'Vi's turn to ban.
là Sakiro bị ban đến từ phía Team Fnatic, trong khi đó thì Na'Vi ban Void. Còn đây là lực ra trận, gọi là trận sống chết với hai team rồi. Họ ban ra những hero, họ đưa ra những lực ban biết chí mạng dành cho đối phương. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Bây giờ Fnatic lượt ban thứ tư, ban ra Dendrophet. Fnatic's turn to pick. Có thấy là bên phía Fnatic họ pick Quick Doctor trước, xong rồi họ mới dám pick Void. Điều đó tạo điều kiện cho Na'Vi biết được là Fnatic họ muốn Void và lập tức ban ra Void. Đơn giản vậy thôi. Trời, lắc mình admin luôn. RIP. 10 seconds remaining. RIP kênh chat. 5 seconds remaining. Bà. Bây giờ Na'Vi. À không phải tích biết cho mình Centaur cho vị trí hợp lane. Vậy là Razor có sẽ đi biết cho đó Na'Vi biết Rubik. Rubik dành cho Vansco. Vansco Rubik, best Rubik. Không, Vansco cũng là top Rubik. Fnatic có Centaur, không biết cho Centaur dành cho ai. Có thể sẽ là Trixie. Cũng có thể sẽ là Buggy. Trong khi đó thì lực pick thứ 4 Grand Fear thì Fnatic Upland with Upland support solo mid rồi. Fnatic cần một carry Ember Spirit, vâng. Vậy là Gary Razor, Ember Spirit, Demis và Centaur đi up lane. Trong khi đó thì bên phía team Na'Vi thì lắc chát hết rồi. Mọi người đang bị lắc chát. Na'Vi thì còn thiếu hero dành cho FNG cũng như là Herbos. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Na'Vi. Bích thứ tư của Na'Vi. Hero gì đây? Hero gì đây? FNG. Cái này chắc chắn không phải là Centaur rồi. À không, chắc chắn không phải là VS rồi. Sẽ là một con support kiểu như AA chẳng hạn. Con Rubik AA đi lên chung với lại Mirana chẳng hạn. Rubik AA Mirana. Rồi bắt đi up like a limit. Cũng được. 10 seconds remaining. Tại vì cơ bản là anti AA thì nó cancel, nó không cho cái doctor hồi máu. Nên là dùng AA cho Na'Vi cũng được. Ây da, AA cho Na'Vi. Lúc bảo rồi. Thấy được bích là thấy AA. Không bất cửa gì mà sai được. Rubik là có AA. Bây giờ Fnatic nè. Nhưng mà không còn Mirana cho phía Na'Vi nữa. Na'Vi tự ban ra Mirana rồi. Có nghĩa là họ phải biết một carry khác dành cho Herbos. Luna. Luna hơi mỏng. Reserve time. Luna hơi mỏng. Na'Vi hơi mỏng. Và thích trâu á. Và thích có Razor trên tàu quá trâu. Và có vẻ là hôm nay đu phải cúp học rồi. Má trời mưa rồi.
Ôi to. Tối này là không được ngủ. Turn to ban. Thua lòng. Fanatics turn to pick. Mày nhắc đi ngủ tới chưa vậy đi học. Là... Mai chi. Ê, có người quen. Đó là Ten seconds remaining. Five seconds remaining. Reserve time. Ten seconds remaining. Five seconds remaining. Narvi's turn to pick. Vâng, bây giờ bên phía Navi họ ban ra Twin và Tech Big Ben rồi. Và tức Ben Raphael. Và giờ Navi biết ra hero gì đây? À, Navi cần một con hero carry tay dài. Stop. Cho nên đi mid. Bot Phoenix hoặc Boss Lycan. Cái lát này thường thấy rồi nhưng mà Dandy Storm. Rất lâu rồi chưa thấy Dandy đánh Storm. Phải nói là cả một thế kỷ trôi qua. Rất là lâu lắm rồi mới thấy Dandy cầm Storm. Lâu cực kỳ luôn. Seconds remaining. Five seconds remaining. Prepare for battle. Giờ chúng ta cùng đến với hai tên Phoenix Buck và Boss Lycan FNG AA Vanguard Rubik cùng là Dandy với Storm. Phía team Fnatic đó chính là Honey với Witchhunter, Boogie, Centaur, Ember, Matumbama. Bên cho bát cuối cùng là Razor và nhìn cho Trixie. Seconds to battle. The battle begins. Vâng. Lúc này thì Ember đi mid với lại đừng nói lại ra đây 22 chứ. Invisibility. Với mà tích họ tập trung khá đông rồi, mid này 3 hero rồi. Storm Spirit sẽ đi mid với lại Ember Spirit và có thể là 2 đấu 2 không. AA của FNG này đứng ở phía sau. Tiếp tục là cái trò chơi đu mid đến từ phía team Fnatic. Và Navi họ cũng mới kéo ra một cái trò đu mid thôi. Dùng Remnant để farm đến phía Dandy.
Không, Dandy bây giờ là đứng trước cái trường hợp là 1.2 rồi. Hú lên nam. Ở đây và nick đang chút cây, núp rất sau, chỉ để hết kinh nghiệm thôi. Bắt là như set alliance vậy. Học set resonance. Resonance, trời đúng nhiều học. Cái nó full out, full đồ. Với boss thì chip đang của Navi, AA, Rubik và Lycan gặp Centaur, Centaur farm không được rồi. Centaur không. Không đều. Yep. Giờ mid này các bạn như Witch Doctor Honey đang đi chiếc rune phải. Đi ra rồi lại đi vào. Denied. Đi vòng vòng. Và để lên cho Storm của Dandy. Nếu mà cho Storm đi với Ember thì sao sẽ lợi thế hơn. Not for you. Nhưng mà Fnatic họ thả Durant như thế này thì rất là khó cho Dandy có thể làm gì được. Còn Ember này. Và thêm nữa là Storm là một hero snowball. Có nghĩa là nó phải có một early game thật là đẹp. Và một cái game tốt găng được nhiều thì nó mới khỏe được. Chứ bây giờ mà nó không găng được thì Storm rất là yếu, nó không phải là hero nuôi lay. Ở đây thì Runeda dành cho Honey. Nổ. Con courier này nó có cái đất đó nó là màu vàng vàng nhìn khá là dị. Em bật lên Phoenix level 2 trên top. Anh Tử đang farm rất là chậm. 20, 18. Ôi, đi 28 con rip. Centaur không đều rồi, quá nhỏ Centaur rồi. Centaur giờ mới có level 2.5 rồi. Phoenix còn được gần 3. Centaur 2.5. Now to the. Đi 19, 20 con rồi. Đi này kinh mình sao chơi. Centaur nhịn luôn. Giờ phải vào tắt kem cho lát nữa cho Ember nó pha. Chưa mời thanh niên. Gáp lửa lên dí Dandy không giỏi được. Dandy chơi rất kỹ con Storm đi. Rune regen dành cho Matumba Man. Trên top thì Phoenix đang bị trừ đam rất khó chịu, cả con bên này vào Sida luôn. Phải nói là bên phía Fnatic họ có hai con delay rất là khó chịu, chính là Razor và bên Razor trừ đam, thêm bên trừ đam, nữa không biết lấy hết kiểu gì. Mà cơ bản là hai con đó hai đá cũng rất là thốn. Một con phóng xét, một con hút máu. Lên boss thì Navi ăn chặt rồi. Đi này quá nhiều, Centaur này. Oh, Honey 2 level rưỡi nãy giờ. Nãy giờ 1.6 trên 300. 2 phút rồi vẫn như thế. Không có rip cho farm luôn. Không có kinh nghiệm cho hết luôn. Cay. Cay đấy. Cay lắm. Nó bị cay á. Nick giờ được level 3 hơn level 4. Matumba Man giờ hơn level 5 tí. Andy level 6. Từ thanh niên này đi chắc run, thanh niên Ember đi chắc run là kinh nghiệm thật, không nên Dandy một tí. Bây giờ lúc đầu là thanh niên này đi đua mid nữa, đua mid là thật kinh nghiệm một tí nữa. Và
Và đó là hai cái một tí dẫn đến là một cái level. Để hút đam phần nick lại hút đam level 4. Nếu mà đã tích thì họ thắng là cái lên top là điều hiển nhiên thôi. Thôi là tích thắng top, Navi thắng boss lao vào kéo lại Matamama bớt đam các kiểu hút đam ra là chấm tay của bạn phá được cái giáp lửa. Đóng rồi, đam bắt đầu to rồi. Nhưng mà không đam kết thúc được. Khi mà có hồi máu ra cũng như là em còn phá giáp lửa. Lên đi một đam đang chạy ngược lên rồi sẽ sống thật sự pha đó mà Ember không có giáp lửa xác định là lên bảng may nhờ có giáp lửa mà Ember mới sống. No. Giáp lửa giờ 3 điểm rồi giảm 350 đam phép. Lao lên, nằm xuống thay đồng hóa lên là nhờ mình phải nhà vi. Dùng em lên là dĩ theo Dandy. Dĩ theo, cắn bó tò, băng trụ, rất tự tin, băng trụ Dandy. Zuki quay lại đấm phát. Đấm, lại giáp lửa, Zuki nằm xuống Dandy. Hany đang bị trụ quá, ở đâu? Bắn của em bỡ. Thôi về được. Hơn một đều. My flesh grows con nhỏ nhìn người à? Gớm vậy. What the set? Radiant's bottom tower is under attack. Pudding pop! Zap! Master, you had your warning! Tòm với Ember. Ah, nhức đầu. Wow, lại miss kill rồi, xin lỗi các bạn. Wow, Dandy đi tới đâu là sát người nằm xuống tới đó. Ha, hay cho Dandy với... À, hay cho Stun của Dandy. Đi tới đâu là xác chết chất chồng tới đó. Vãi cái kiểu. Ok, à vâng, 69 là hit cho Pierre Boss. Denied. Ngồi lobby thì đâu có đây cam được. Ngồi lobby thì mình là xem live mà. Mình xem live view thì đâu có ai quay cam cho mình đâu. Mình là một trong những người quay cam trong. Giờ nếu mà bạn xem bằng vé thì sẽ thấy là đây là một trong những người quay cam. Chúng ta đang ở góc nhìn của người quay cam. Là chúng ta không thể xem người ta quay cam được. Tại vì chúng ta là người quay cam rồi. Nó là như vậy. Đi nè. What the f... Nhanh vậy sao chơi. Tưởng đi nè, rồi nè, Bugi ăn luôn. Vai cả. Dù nó lên một stun cửa máu và co nằm xuống rồi. Bắn ra. Rồi cái ông lên nằm xuống. Kéo lại bớt tam, có thể nó chết, một đấm nào cho nó nằm xuống. Bây giờ bóng vàng văng ra các kiểu là đều.
lại đến một bóng bàn khó chịu đến đi trên tay bên giật lên Razor bắt đầu chặn chết bên giờ sẽ tới Razor một đấm nữa đang đi sẽ chết giờ Razor làm chủ thần boss anh tới đến một kêu tiếp tục là Honey đây là team quay không có chó hết chó rồi hết chó quá nhỏ Radiant's bottom tower is under attack. 6-1 cho Navi. Network dòng nhất chính là anh Tử. Lên hạ, nhấc lên, hạ xuống, đẩy ập lên. Pha đó nếu mà trúng được cái anti-AA vào người Centaur thì Centaur có thể sẽ Radiant's bottom tower is under attack. Mà lại không trúng. Nếu mà trúng thì chết. Vì trúng thì Centaur nó không hồi máu được, với lại nó bị rút máu liên tục. Làm cho bất kỳ đứa có thể tự tin lao lên và đánh càng nhiều càng tốt. Đủ được cái lượng cái nó gọi là cái gì ta cái hit boy power kill gọi là cái quên mất tiêu rồi thôi nói chung là mình bỏ qua đi đủ 10% là sẽ đo lên bảng Dire's top tower is under attack. Cái là cái... À cái threshold đúng rồi, threshold. Cái threshold. Tiếng Anh nó đọc là threshold. 10%, 10%, 11% là level 2, level 3 là 12%. Da bắn lên, chúng Mugi lướt lên chơi luôn. Mugi nằm xuống chắc luôn. Một đám cuối cùng, một đám cuối cùng, một đám cuối cùng. Đang lết về, ném xuống. Chúng anh Tây là chết liền. Giờ tiếp tục anh Tây là mặt bánh co. Anh Tây ra từ biển của đám tờ nằm xuống bánh co đổi mạng rồi. Ra thì A cũng chết về là lỗ rồi. Navi họ đổi lỗ rồi. Lên đi, đang họ anh A kéo. Trên top, Ember có hết. Lao ra đẩy ập đi, mình đang đi về. Ra, phá lại mình đang nằm xuống. Your actions are without merit. Đường nàng quá lớn đi. Đó thì đợi Dota nghe tiếng Anh mà ba tiếng Việt chết sao? Tiếng Việt thì chỉ có mấy ông chơi quen rồi biết thôi. Dota hết tiếng Anh nó. Tây ra Bugi rút máu. Giờ chỉ cần đánh nhẹ vài cái là Bugi lên bảng rồi. Dính lên TA nó không hồi máu rồi. Cơ bản là TA là khi dính vào thì nó sẽ rút máu theo đường ra nó ghi. Với lại là khi mà máu xuống dưới 10, 11, 12% là sẽ tự chết. Với lại là dính lên TA thì sẽ không được hồi máu. Nên là Bích A là một phần để cao tờ những con hồi máu như kiểu Alchemist hay là Witch Doctor hay là Dazzle hay thậm chí là chỉ để cao tờ cho Mai Kha. Nên mới có nhiều thanh niên chơi A kiểu như Biu Biu á, đứng ở trong hồi máu bắn ra ngoài chứ anti nó rộng là rộng trúng nhiều rồi tự động mấy anh kia tụt máu chết. Ui. Kiểu như sniper nhưng mà nó là phiên bản Sida hơn. Nó tinh vi hơn sniper. Hủ lên sàn tàu dí và bắt đen đi, lướt về rất xa. Thoát rồi. Đây thì Phoenix nằm xuống Phoenix. It is no great. Mang game bờ 7 năm cho phải là tới. Trong đây pass nhấc lên hạ xuống. Ở đây luôn không ngủ lại thì sẽ đi lao vào kéo anh đi pass không vào cái pass rồi. Không chịu nằm xuống máu. Nhấc cọc lên bắn đen đi có thể sẽ chết. Giờ ban co kẹt trong đây rồi ban co nằm mà chắc rồi nhưng mà đen đi có chết không? Đang dí, rút động rất khó chịu. Phúc đam, đập tay, quẩy luôn lên đi lên đi. Thôi con cũng chết, 8-7. Phải hờ boss đang bơ. Radiant's top tower is under attack.
tàu. Cắn cái nữa, cái cuối cùng. Nằm xuống xe tàu NTV lên hợp bốn. Bút ra bắn chết tụi mày. Này thì ngủ anh. Radiant's top tower is under attack. Radiant's top tower has fallen. Dire's middle tower is under attack. Nhưng mà đã nói thanh niên Martin Bama này chơi Ember rất là hay. Nhưng mà thua Ember, thua vì Ember cũng không phải là vô lý. Thanh niên này mình xem ra tức rất là nhiều rồi. Cái lập mới này á, thanh niên Martin Bama là mặc định đưa cho Ember là auto win, đưa cho Centaur, đưa cho Boogie con Doom là auto win. Cánh kèo level max nó rất kinh. Dire's top tower is under attack. Tay lên. Bum. Dire's top tower is under attack. Radiant's bottom tower is... Dire's top tower has fallen. Oh! Như boss. Hờ boss. Có em bờ ở đây chém chó chó hờ boss. Mà chó chém 2 TP ra. Nhìn rất là đều luôn. Lập tức. Thôi lập tức họ té. Đang đi lao ra lướt lên không? Lướt lên không? Lướt không? Lướt xa quá sao lướt tới. Có con gà kìa, bắt gà đi. Dire's bottom tower is under attack. Sắc bắt. Dire's bottom tower. Navi họ đã chèn vào cướp được skill dầm của Centaur từ phía con chưa thường rồi. Con cướp được skill dầm được một đầu nên chúng ta chưa dập gì dập gần. Cứ được anh tây thì hay. À bắn lên. Không chúng ai cả. Bắn ra mình xì học ra. Đây, tình từ cái bàn cỏ rất hay bây giờ. Anti và Herbos không pha rim coi xuống cancel rồi Anti. Bây giờ là trọng lên quẩy Herbos cần phải lui và Anti sẽ đâu dí theo Herbos có thể sẽ chết. Đó thì ở sau đang đi cho anh cứu được Herbos của nó qua một cái chút xì. Cứu được rồi, một đấm nhẹ thôi. Và Anti đi qua được. Tuy nhiên Lycan cũng chết với cái độc của Doctor. Và bây giờ Navi họ sẽ phải đi về. Bắt con tích đang rất chèn cối và cũng có thể sẽ phải đi về thôi. Đi về rồi. Tắc kem to vậy sao chơi. Trời ơi, tắc kem nó to vô. Lúc nhúc. Như dòi vậy. Nó là một cái tắc năm. Bắt trên này. Lên trời với lại Boogie. Radiant's bottom tower is under attack. Biết rồi. Radiant's bottom tower has been denied. Smoke từ phía nào vậy? Đi sang. Có hàng đây nè. Không, lên top, bắt trên tàu nào. Nhập Hitler. Nhập hành đi, các thiệt là FTG. Thấy em chó được FTG. Mecha lên, chạy về. Một đám cuối cùng, FTG lên bảng. Nó qua đây chu chú đích ra cho tìm kiếm. Dire's bottom tower is under attack. Bắn score. Đi về. Kiếm không nhấn lên hạ xuống cướp được. Giáp lửa, tùy lời bắn score. Navi tiếp tục lao ra găng con Razor.
bắt lao ra. Có Razor tay lên các kiểu kéo lại đi quay. Mecha lên cho hắn một chiếc xe bể. Bể Arkid vẫn chưa chết tới một chỉ theo. Chiếc xe là số mạng nha Fatih. Và boss giết được cả Pass. Bây giờ chó mà... chó cha và hai con đệ một hai chói lại rip cho. Thôi người thường rồi. Giờ anh không còn là người chó mà anh là người thường. Dire's bottom anh phải đi về. Is under attack. Đây là bê luôn nè. Bắt đầu roll protection. Nhỏ. Ooh, stuck game. Havos. Không vai sao chơi. Dire's bottom tower is under attack. Bò nó vào kìa anh ơi, bò anh ơi. Nàng ăn hàng nó chửi đấy. Này không, mẹ nhưng mà tập mà lại là cái trò ngủ. Lên, đọc lên Banco đi về, thôi Banco xong. Đọc rất là đọc. TNT đang lết, đang lết. Cần một xét của mấy chiếc xe. Chiếc kia đang cooldown, không có xét và bây giờ TNT sẽ đi về được. Trên top thì Buck Phoenix đang có ép lên. Top. Tắt kèm, lại là cái kèm bự tố chán. À không, này không có tắt, cái này là chỉ là một pha mà đi ra thôi. Nhận thấy là bản thân không có đủ khả năng để ăn được nên bỏ. Phoenix không còn ở nè, Phoenix cần đi về không? Travel cho Phoenix. Đây là cái style bất bất chiến. Có nghĩa là thấy đập đánh nhau đâu là bất sẽ lên chỗ đó. Bất mắc level chiến. Đánh nhau level mắc luôn. Giấc sư đang phạm ngày xanh. Sẽ đi ngủ tới khoảng 90 giờ sáng dậy đi học. Cấp buổi sáng rồi. Bây giờ mình đi học là có khi chết trên trường. Xác chết trên lớp học. Thôi đi xịt, lao lên, một dặm. Tình này rất hay. OTA bắn lên, trúng được Boogie rồi. Nhưng mà không dám dí lên thì bị Navi. Navi có thể dí lên nhưng mà không có dám điều lệnh tại vì vẫn còn một bên đứng ở đây. Bên ra đẩy ập lên mình tiếp kim coi rồi thầu thì rip lao lên sai lên là rất hay bị bát nặng rồi bê kha lên Boogie tân không được rồi a không tới a dùng mình đi b tân lại srg nằm xuống đôi tàn cho phi cô gió rây giờ chết chết srg con xe tàu quá kêu rất chán ở từ phía thanh niên srg bây giờ chém chói miss rồi Phoenix vẫn đi về được và Roshan dành cho Herbos. Bắn ra sai lên bắn phát đẩy ập đi đấm tay một đấm cuối cùng bắn nằm xuống mạng cho Phoenix biến ập về dùng nằm và chết. Vâng, cái chết vậy gọi là cái chết ý nghĩa. Đây gọi là một cái chết ý nghĩa. Rồi trước sau cũng lặt lề lặt lại rồi thôi thì giết ăn nào giết đó đi. Một phải đổi mạng nhưng mà nó hơi lỗ tí. Top lane mà đổi support hơi phi. Giờ anh tứ anh tứ mắc Syria luôn, BKB đàng hoàng, BKB mày đây, suýt cái kiểu. Tới thời điểm này trên lịch đô là 12.000 nha Navi. Kinh nghiệm là hơn 5.000. Cái hai network là hai vạch nè, xong rồi hai vạch nè, xong rồi ba vạch nè. Navi quá là giàu rồi, ở boss khá giàu. Mình nên nhớ Ember và là tích có Fury rồi. Ember từ cái lúc mà nó mang cái Fury ra
thì là lúc mà em bắt đầu có xu hướng là kèo em gaming. Khi mà nó chém phát nào là nó chất lượng đó, nó là khó chịu. Đang bổ quá. Bắt là rim coi lên lên rim coi liền. Ôi thôi rip em một cú máu một tên phân tích. Anh đang farm để anh farm chạy đi chạy dắt chó luôn y chang dắt chó luôn y chang dắt chó luôn xixi dắt chó. Pha dắt chó rồi thì bị xixi. Thật ra thì Navi hơn Fnatic có mấy chỗ ta. Navi còn 4, Fnatic còn 1 và Navi hơn Fnatic 3 chỗ. Không, Fnatic có 3 chỗ, 3 chỗ thì khoảng 4.000 gold nhiêu. Chứ là còn lại là do farm đấy, farm rất là nhiều. Bắt có rim coi ấu lên nắm tay push vào đổi tên là chính mình không nhây nữa chán rồi nấu quá dài rồi anh muốn về anh cũng với bạn gái không đánh nhau rồi anh cũng về bạn gái và anh muốn end game. Giờ cho anh end game đi quẩy lên Havos chó đẹp hết. Crack Calamity ký của Terracotta. Không biết là ai nhưng mà nhìn hay phết. Crack Calamity. Nó thật là mấy bạn nhớ hay phết đấy. À mình thích. Không nhớ gì luôn mà. Dire's top tower. Mệt quá, kiểu không còn biết cái gì đó, chỉ biết là thấy cái gì nói đó thôi. Còn cho không còn cái style mà tôi vẫn còn nhớ trận này trận kia là vừa đi. Không bao giờ. Mệt lắm á. Mấy anh đánh nhanh nhanh giùm em đi. Bên cho bên boss. Nào quay nãy giờ quay mất. Razor giờ gãy xanh mới khan. Ember có gì? Ember sẽ là hai cái fury. Ok. Bút vào chỗ bút nhanh chưa kìa. Ember đã nhảy chung gia tân vào. Đúng mà ông ở đè nè. Chúng được bút gì Kipsy bóng thời hè rồi. Đó là bờ đất nè. Đó bây giờ này đi xong rồi. Đi về lắm lên rồi đi. Giờ nào là chém chói được FNG. FNG nằm rồi. Một tân nhấc lên bàn con cũng lại được bên bàn con sẽ nằm xuống ở đây. Đó là hai mạng. Bây giờ sao? Andy, Phoenix và Havoc sẽ đi về. Quá nhỏ chứ các bạn nhẹ. Một Rax rồi mà Navi được một Rax. Cứ như thế này, chỉ 3 con bát nữa là Navi off to win. Ok. Yeah. Này thì Fnatic, Sentao có cho mình một cái ball linh và một cái all club. Sẽ là một cái BKB dành cho Monkey. Về phía chiếc C thì đó, sẽ là một cái BKB nhưng mà gà có gì không vậy? Vâng, đây. Radiant's middle tower is under attack. Có gì đâu, Wood Doctor đem lên cho mình một cái gậy xanh của Hany đi. Hany gần xong gậy xanh rồi, còn thì cho mình phải 700 tiền thôi gậy xanh cho Hany. Under bắn ra rất là to, chúng ai rồi, chiếc xì. Thì rip là tân lại. Với ta mình sẽ nằm xuống ở đây thôi. Thậm chí gặp chiếc xì, con gà chứ là rồi. Chiếc xì, Hany.
Bass chết đi. Bass, I kill you. Nhấc lên, quăng xuống. Quăng xuống ba man nè. Bass không phải là gì đâu. Gì? Cái này một chút tiền này. Dire's bottom barrel is under attack. Cái đấu BO3 giữa Navi và Fnatic trong hội giải ESL1 New York 2014 với phần stream và bình luận độc quyền bằng tiếng Việt bởi Bill Studio cùng với phần bình luận của Castado. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.